xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao la xinh tươi, bao cô gái đẹp, người trông xinh như hoa. Lập lờ ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé ríu rít khúc khích tiếng cười rụ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi, và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi. Về sẽ bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp, người trông xinh như hoa. Lập lờ ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé ríu rít khúc khích tiếng cười rụ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi, và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi. Về sẽ bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang xuân sang. Xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trong tiếng sao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trong tiếng sao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi nào lúc ra đi, cầm tay hẹn nhau chờ nhau đến bên cầu,
mơ màng trong nắng vàng, khắp các tiếng sao vàng xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp các tiếng sao vàng xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn nhau chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sau. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp các tiếng sao vàng xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp các tiếng sao vàng xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Nâng phím đàn cùng hát ca vàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Mừng một ngày gần nhau, mừng mừng xuân. Gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp
trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng giặc rào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi. Vô tỷ bá tư nghị thì có kim
con chúng ta lại có linh dung được đón quý thầy ở chùa Nguyên Thúc, khu bảy, phường Tân Bình. Do sư thầy Thích Diệu Phương và các lê công chúng chúng ta đến thăm chia sẻ và động viên toàn thể của chúng ta. Quý thầy thưa các con, các bác, các cô trong quý đoàn bệnh viện Phong Chi, hiện nay thì có 130 bệnh nhân. Bệnh nhân cũng đã được điều trị khỏi bệnh phong giải yếu, cho nên là cũng không có thể để hòa nhập với cộng đồng với xã hội đó. Để hòa nhập với cộng đồng với xã hội thì vẫn còn cái khoảng cách rất là lớn. Vì thế là những người bệnh này sống ở đây như một cái trại điều dưỡng. Và cũng được đảng và nhà nước chăm sóc quan tâm những cái điều kiện hoàn toàn của nhà nước thì vượt qua. Vì thế mà trong cuộc sống thì người bệnh phải sống xa gia đình, xa quê hương, thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn về tinh thần, và cũng là chỉ dựa vào cái trợ cấp của nhà nước, cho nên cái cuộc sống của người bệnh thì hoàn toàn rất là đảm bảo, rất là cái sự chia sẻ vượt qua cái bệnh tật là vượt qua tất cả, bớt đi thiếu thốn tinh thần cũng như là cái bệnh chất trong cuộc sống bình thường. Hôm nay thì bệnh viện Phong Chi trên một tháng năm trong cuộc đời rất là hân hạnh và có nhân duyên được quý thầy cũng như các ông các bác các cô trong đoàn đến thăm và chia sẻ động viên người bệnh ở nơi đây. Trước hết thì thay mặt cho 130 bệnh nhân, con xin chân trọng đón nhận và xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý bác các cô trong đoàn đã dành thời gian tình cảm và chia sẻ rất là động viên người bệnh ở nơi đây. Nhân dịp một năm mới thì chúng mình và cũng chuẩn bị đi vào một cái xuân đại diện trong đoàn với tổ thành đoàn trong đoàn sau đi và các đi công chúng sẽ có lời chia sẻ. Xin chúc tất cả trong chúng tôi và dịp Việt Nam của mình rất vinh dự nhân từ chuẩn bị đón xuân mới thì vinh dự cho sư thầy và các tăng ni Phật tử của chùa Nguyên Thúc hôm bảy vừa tới bên thành phố Hải Dương hôm nay đến đây để gặp mặt các cô và ông và các bà, sau đó thì có chiếc quà nhỏ thì tặng cho các cô, thì cũng giới thiệu với các cô và các bà thành phần đoàn của chùa Nguyên Thúc hôm bảy vừa tới bên thành phố Hải Dương đi ngày hôm nay thì trưởng đoàn là sư thầy Thích Diệu Phương. Chính vì vậy, chúng tôi rất là mong các cô, các ông,
và toàn thể nhân dân sẽ đón nhận những cái tình cảm của sư thầy cũng như các tín đồ Phật tử của chùa Nghiêm Phúc, khu 7, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương của chúng tôi. Và nhân dịp này, cho phép chúng tôi thay mặt cho đoàn xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các cô, các ông, các bà, các bác, các anh chị ở gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Và quan bảo cậu nhân viên bên nhường đường nam, đường nam gọi đường nam gọi đường Bình Thạnh đấy, nhát là nhớ để lên, nhát là lẫn phong bì để một mình này nó một tí thôi, có mấy chục người nữa mà.
Thầy cùng với lại đoàn ở đây là thành phố Hải Dương, anh Kim Phúc và dân mình thành phố Hải Dương mình cũng có một chút quà nhỏ ở đây chia sẻ tinh thần với các thầy và các anh Kim Phúc lãnh đạo của các anh là cậu năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Với cái quà này là tặng riêng cũng có, trước năm kia vẫn còn, cũng không có gì. Không ạ, không có gì. Đây là đây thôi. Không không đấy đấy. Tinh thần năm vật chí này mà. Vâng, tinh thần giáo hội Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và giáo hội Phật giáo Việt tỉnh Hải Dương nói riêng, nhưng mà riêng chùa Thiên Phúc thì sư thầy đã tổ chức tháng vừa qua nên chứng minh được 2-3 trường hợp rồi. Đến hôm nay là trường hợp thứ 3 nên tặng quà các cụ để chúc các cụ mạnh khỏe. Cảm ơn cụ. Có ý kiến gì nữa không ạ? Cụ năm nay bao nhiêu tuổi cụ? 93 tuổi rồi. Vâng, cái tinh thần của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và giáo hội Phật giáo Hải Dương nói riêng thì hôm nay cái chùa Thiên Phúc thầy chủ trì cùng các Phật tử đã tổ chức vừa qua chương trình được 2-3 trường hợp, những trường hợp là trường hợp thứ 3 cùng với lại lãnh đạo quyền địa phương phường Tân Bình đến tặng quà và chúc các cụ năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, đây xin mời chị thầy. Thầy chúc các con sống hạnh phúc, thầy 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 thầ